dành cho UFC Đại Hóa. Có làm gì được không? Vẫn đang là Mạnh Hùng. Một pha phạm lỗi rồi. Chắc chắn là một pha phạm lỗi đối với Mạnh Hùng. Biết được cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ở trong tình huống vừa rồi tên là gì. Chính là một quả đá phạt rất nguy hiểm về phía cầu môn của thủ môn Ngọc Ánh. Đứng trước bóng đang là Hoàng Anh. Hoàng Anh đang giơ tay để cho các thủ FC Đại Hóa dâng lên sau pha đá phạt này. Hoàng Anh một pha dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Ngọc Anh. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ FC Đại Hóa ở trong pha dứt điểm vừa rồi. Người vừa có bàn thắng đó là Hoàng Anh, cầu thủ mang áo số 21. Đúng như kỳ vọng, chúng ta đã thấy được là chúng tôi đã cảnh báo là các thủ FC Việt Lập, Hoàng Anh là một cầu thủ chơi có kỹ thuật và tốc độ. Vừa rồi thì chúng ta thấy được là có lẽ là thủ môn Ngọc Ánh, anh đã chọn sai vị trí khiến cho và